Theo nguồn tin của Bộ Y tế, tại quyết định phân bổ vaccine COVID-19, vaccine AstraZeneca đợt 4, Bộ Y tế đã phân bổ cho 22 trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC các tỉnh, thành phố, phân bổ cho các viện, bệnh viện, trường cao đẳng, phân bổ cho các tổng công ty, trung tâm pháp y các vùng miền. Theo đó, trong 22 CDC các tỉnh, thành phố được phân bổ đợt này, CDC Bắc Giang và Bắc Ninh được phân bổ nhiều nhất với 50.000 liều vaccine COVID-19 một tỉnh. Tiếp đến là CDC thành phố Hà Nội được phân bổ 20.000 liều, CDC Hải Dương có 17.600 liều và CDC Thanh Hóa, CDC thành phố Cần Thơ, mỗi đơn vị có 10.000 liều vaccine COVID-19. Ba bệnh viện là bệnh viện E có nhiều nhất với 7.000 liều, bệnh viện Nhi Trung ương có 5.000 liều và bệnh viện K có 1.500 liều. Đợt này, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh được phân bổ 6.000 liều vaccine, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương được phân bổ 4.500 liều. Đối với 6 viện Trung ương Pháp y Quốc gia, phân viện và các khu vực, Bộ Y tế phân bổ mỗi đơn vị 100 liều. Theo Bộ Y tế, tính đến 16 giờ ngày 2 tháng 6, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh, thành phố với 1.110.111 liều. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 là 31.177 người. Bộ Y tế yêu cầu dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thực hiện tiếp nhận, bảo quản, gửi mẫu kiểm định chất lượng và vận chuyển vaccine tới dự án tiêm chủng mở rộng khu vực để phân bổ ngay tới các địa phương đơn vị theo danh sách. Các đơn vị được phân bổ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 ngay sau khi tiếp nhận theo quy định. Riêng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, dự án tiêm chủng mở rộng cấp phát vaccine cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, nơi có đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn để tiếp nhận vaccine. Các đơn vị được phân bổ tổ chức tiếp nhận số vaccine được phân bổ từ dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia để tổ chức tiêm cho các đơn vị cơ quan, theo công văn số 3823/BIT/JP ngày 7 tháng 5 2021 và công văn 4260/BIT/JP ngày 25 tháng 5 2021 của Bộ Y tế. Bao gồm các đơn vị trong và ngoài ngành y tế công lập và tư nhân, các đơn vị đã tích cực hỗ trợ cho Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch thời gian qua và tiêm cho cán bộ nhân viên của đơn vị mình. Đối với các đơn vị không tự tổ chức tiêm được thì chủ động liên hệ với cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng để triển khai tiêm cho cán bộ nhân viên đơn vị mình. Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tiếp nhận, bảo quản và tổ chức triển khai tiêm chủng ngay số vaccine được phân bổ cho các đối tượng theo đúng nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn, bao gồm cả các cơ quan trung ương, bộ ngành, tập đoàn, tổng công ty, tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, trừ Sở Y tế Hà Nội, và triển khai tiêm cho các đối tượng nguy cơ là công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các sở y tế có các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các đơn vị tổ chức tiếp nhận, bảo quản và tổ chức triển khai tiêm chủng ngay số vaccine được phân bổ cho các đơn vị theo đúng nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ, trừ Sở Y tế Hà Nội. Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tự tổ chức tiêm chủng được thì chủ động liên hệ, phối hợp với Sở Y tế trên địa bàn để tiếp nhận vaccine từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và tổ chức tiêm chủng cho đơn vị mình. Các đơn vị được phân bổ sẽ xem xét triển khai tiêm mũi 2 sau từ 8 đến 12 tuần cho các đối tượng đã được tiêm mũi 1, tính từ ngày được tiêm mũi 1, hoặc triển khai tiêm mũi 1 cho các đối tượng chưa được tiêm chủng để tăng độ bao phủ tiêm chủng. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương kết thúc việc tiêm vaccine được phân bổ lần này trước 15 tháng 9. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về flo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.